cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế gì? Đó là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Anh chị phải xác định rõ trong cái doanh thu trong một năm, nếu từ 100 triệu trở lên anh chị phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài, còn dưới 100 triệu anh chị không phải nộp thuế. Nhưng trong thực tế khi Thuận Dương về doanh nghiệp kiểm tra lại hợp đồng giữa công ty và cá nhân thuê mặt bằng thuê nhà với nhau, cái giá thuê không để là giá này đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế. Và thông thường anh chị khi cho thuê nhà thì cá nhân không có chịu đóng thuế và công ty phải nộp thuế thay. Anh chị phải xác định ghi rõ là trong này giá đã bao gồm VAT. Tôi ví dụ anh chị cho thuê 8 triệu một tháng thì giá đã bao gồm VAT thì coi như cái giá này anh chị không phải nộp thuế. Còn nếu như giá này là 8 triệu mà chưa bao gồm VAT thì anh chị phải quy đổi ra doanh thu tính thuế là lấy 8 triệu chia cho 0,9 nhân cho 5% thuế giá trị gia tăng và 8 triệu chia cho 0,9 nhân cho 5% thuế thu nhập cá nhân. Vì 8 triệu anh chị chia ra 0,9 là một tháng như vậy là 8 triệu 8 mà 8 triệu 8 nhân cho 12 tháng là trên 100 triệu anh chị phải nộp thuế. Đây là các trường hợp cho những bạn nào đã đi làm kế toán rồi mà hoàn toàn chưa nắm, chưa biết và những công ty cũng hoàn toàn chưa biết và những cá nhân cho thuê cũng hoàn toàn là mới. Còn đa số những bạn đã đi làm kế toán rồi thì các bạn biết.